Được sự quan tâm đầu tư của Sở Giáo dục và Đào tạo, sau hơn 6 tháng thi công, sân bóng đá cỏ nhân tạo tại trường Trung học phổ thông Minh Đạm, huyện Long Điền đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Ban giám hiệu trường Trung học phổ thông Minh Đạm đã tổ chức khánh thành và đưa vào sử dụng sân bóng đá cỏ nhân tạo nhân kỷ niệm 10 năm thành lập trường. Ngoài sân bóng đá mini, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh còn đầu tư xây dựng cho trường Trung học phổ thông Minh Đạm, huyện Long Điền một sân cầu lông và một sân bóng rổ với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng. Các công trình này sẽ góp phần tạo sân chơi lành mạnh, nâng cao sức khỏe cũng như tinh thần luyện tập thể dục thể thao cho giáo viên và học sinh của trường. Sau lễ khánh thành sân bóng đá mini đã diễn ra các trận đấu bóng đá giao lưu giữa ba đội gồm Ủy ban nhân dân huyện Lâm Điền, trường Trung học phổ thông Minh Đạm và ban đại diện hội cha mẹ học sinh trường Trung học phổ thông Minh Đạm.